Kiều Minh Tuấn và An Nguy sẵn sàng đối diện bão dư luận, cả hai thừa nhận yêu nhau thật lòng và sẵn sàng đối diện với bão dư luận. Sáng 14 tháng 9, cư dân mạng xôn xao trước clip phỏng vấn Kiều Minh Tuấn và An Nguy. Trên một trang báo điện tử, cả hai khẳng định yêu nhau thật lòng, không vì mục đích PR phim. An Nguy chia sẻ, không có lý do gì tôi lại đem chuyện tình cảm ra để PR. Tôi nghĩ bộ phim này cũng không mang lại lợi ích gì cho tôi từ việc PR cả. Tôi khẳng định chuyện tình cảm của tôi và Kiều Minh Tuấn là có thật. Cô bật khóc thừa nhận có những thời điểm thấy có lỗi với chuyện tình cảm này. Sau khi kết thúc ghi hình cho bộ phim diễn cập với Kiều Minh Tuấn, An Nguy đã lập tức quay trở lại Mỹ và cắt đứt liên lạc với bạn diễn. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng cho biết đến tận thời điểm này cô vẫn chưa gỡ bỏ được những khúc mắc trong lòng. Mặc dù biết sai trái nhưng vẫn không thể nào trói những cảm xúc tình cảm của mình được. Nữ diễn viên rưng rưng nói, về lý do công khai tình cảm, An Nguy cho biết không muốn gây thêm áp lực cũng như sự mệt mỏi cho Kiều Minh Tuấn. Trong khi đó, Kiều Minh Tuấn thừa nhận trên phim cả hai yêu nhau thật để có thể thể hiện nhân vật một cách tốt nhất. Sau khi bộ phim đóng máy, chắc chắn phải có thời gian để cả hai cùng thích ứng vượt qua mọi cảm xúc của bộ phim. Hiện tại, hai chúng tôi ngoài đời vẫn yêu nhau. Nếu hỏi tôi còn cảm xúc với An không, tôi khẳng định là vẫn còn. Tình cảm tôi dành cho An vẫn còn nhiều lắm. Nếu không thật thì làm sao tôi dám nói. Nói dối cũng chẳng được lợi gì. Tôi nghĩ sao thì nói vậy thôi. Mọi người vẫn nói phim giả tình thật. Còn tôi nghĩ tình thật của chúng tôi vẫn nằm ở thì tương lai. Chỉ có điều mong mọi người tin lúc này, khoảnh khắc này, giữa chúng tôi là những cảm xúc thật. Khi được hỏi về tình cảm với Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn cho rằng anh dành cho Cát Phượng không chỉ tình yêu mà còn có cả tình thương, tình nghĩa. Với Cát Phượng, tôi nghĩ người phụ nữ đang sống chung với tôi nên hãnh diện vì cô ấy không chỉ có tình yêu của tôi mà còn có cả tình thương, tình nghĩa lâu năm của tôi nữa. Chắc chắn người ấy đang nắm giữ của tôi phần tình nghĩa rất nhiều. Tôi dám nói rằng tôi là người sống thiên về chữ tình. Nếu tôi không phải là người coi trọng chữ nghĩa và đức, tôi tin rằng cuộc sống của tôi đã khác rất nhiều. Ngay sau khi clip này xuất hiện được lan truyền chóng mặt trên mạng, đông đảo khán giả đã để lại bình luận chỉ trích Kiều Minh Tuấn. Bởi trong suốt thời gian dài trước đó, anh từng chứng tỏ bản thân là một người đàn ông chuẩn soái ca, lãng mạn, chu đáo và chung thủy. Trước những thông tin, trao đổi với báo, Cát Phượng giữ thái độ bình thản và nói bản thân vẫn ổn. Tin đồn tình cảm của An Nguy và Kiều Minh Tuấn xuất hiện từ đầu tháng 8 khi hai người hoàn thành ghi hình cho bộ phim mới. Khi dự sự kiện quảng bá phim, hai người được trông thấy có những cử chỉ thân mật. Cụ thể An Nguy không ngại ở nơi đông người, đã cúi xuống lau giày giúp Kiều Minh Tuấn. Còn nam diễn viên cũng chủ động vòng tay queo An Nguy khi chụp ảnh.